안녕하세요. Xin chào các bạn. Chúng ta cùng nhau đến với bài luyện đọc sơ cấp 2, bài số 8. Đó là bài về dân hòa các bạn nhé. Mình đang để phần yên kỳ. Luyện đọc phần Arabopsita, Arabopsita và phần số 2 nhỏ. Hãy xem những thông tin dưới đây và trả lời câu hỏi. Dân hoa chế một. Dân hoa chế một là cái tựa đề của bộ phim So Chung Han Ma Nam. Tên bộ phim này là So Chung Han Ma Nam. So Chung Ha Ta có nghĩa là quan trọng. Ma Nam có nghĩa là cuộc gặp gỡ. So Chung Han Ma Nam là cuộc gặp gỡ quan trọng. Sang Yong Sikan là thời gian chiếu phim hoặc là cái giờ chiếu phim. Chúng ta có rất là nhiều khung giờ ha. Đối với việc đọc giờ, chúng ta sẽ có cách đọc giờ là Ochon, mấy giờ, xong rồi Ohu là mấy giờ ha. Bây giờ buổi sáng này chúng ta có là Ochon Ahopsi Samsipun Ezo Yerntusi Kachi. Rồi, chúng ta có thêm cái giờ buổi chiều chúng ta đọc làm sao? Ohu 12:30 đến 15 giờ kìa. Thì chúng ta sẽ nói là 15 giờ chính là 3 giờ chiều á. Chúng ta không đọc 15 giờ bên tiếng Hàn nha, mà chúng ta sẽ đọc là 3 giờ sáng hoặc 3 giờ chiều thôi. Thì ở đây chúng ta sẽ nói là Ohu 2시 à 12시 30분에서 3시까지. Rồi 15 giờ đến 17:30 chúng ta đọc là Ohu 3시에서 5시 30분까지. Tiếp theo 17:30 đến 20 giờ thì cái 20 giờ này chúng ta cũng để là Ohu luôn ha. Nhưng mà cái 20 giờ này á, chúng ta sẽ chuyển nó thành số 8 thôi. Đó là 8 giờ ha. Giờ tuần si Ohu Tha sa si sam si pun e so giờ tuần si ka chi. Rồi 8:30 đến 20:30 chúng ta cũng dùng luôn Ohu luôn nhé. Ohu Giờ tuần si e so Giờ tuần si sam si pun ka chi. Buổi tối thì chúng ta có cái từ gì các bạn? Cho nhớt đó ha. Nhưng mà các bạn sẽ thấy nếu như mà nói giờ ở bên tiếng Hàn á, thì chúng ta sẽ thường bắt gặp là giờ buổi sáng và giờ buổi chiều thôi. Buổi sáng mấy giờ đến mấy giờ, và buổi chiều buổi tối thì thường là chúng ta vẫn có dùng cái từ là Ohu 11 giờ hoặc là 10 giờ tối. Ohu nhầm rồi. Ohu các bạn nha. Thì ví dụ như là 11 giờ tối vẫn có người dùng là Ohu. Giờ ran si, Ohu giờ ran si. Cho nên là mình sẽ cùng với các bạn dùng cái từ Ohu luôn nhé. Ohu. Rồi, cái cây bút nó đâu ta? Mới dùng cái này lần đầu nên chưa có quen. Ohu, giờ buổi tối cũng dùng là Ohu luôn đi ha. Quy mình một cái giờ. Rồi, Kim Tae Kyun cầm đọc dân hoa. Kim Tae Kyun là tên của cái người đạo diễn đó. Phiên ra tiếng Việt nó sẽ là Kim Kyun. Kim Kyun. Chữ E rồi đến chữ U nè. E U ha. Chữ U của bên tiếng Hàn phiên ra là E U. E U các bạn nhé. T T là A E Kim Kinh Thề nhá. Kim Kinh Thề Cam Đốc Dân Hoa là đạo diễn của bộ phim này là Kim Kinh Thề các bạn ha. Inki Dân Hoa Peu. Inki Dân Hoa Peu là gì ạ? Diễn viên nữ nổi tiếng. Thì chúng ta có tên của cô Trang Mi Suk và Y Mi E. Trang bắt đầu đến chữ chi ướt này thì chúng ta sẽ phiên âm nó thành chữ J này các bạn nhé. Trang Mi Suk. Trang Mi Suk chúng ta sẽ phiên âm ra là Trang Mi Suk U và Ka. Được chưa? Ka. Rồi còn Y Mi E. Y Mi E ở đây chúng ta có là Y chính là họ Ly. Mi E. Cái này mình để vậy luôn. Imie. Hoặc nếu như các bạn để chữ E cái vậy nè,
Mình nghĩ là chắc cũng được. Nhưng mà để cho phiên âm Latin cho nó đẹp thì mình nghĩ là mình sẽ chọn cái chữ ở trên á, Imie ha. Rồi, diễn viên nữ nổi tiếng là Cha Mi-suk và Imie. Hàn Quốc chuyên quay nam cha bèo Lee Dong-geun mang sarang iyaki. Rồi, chúng ta có chủ ngữ là gì ạ? Hàn Quốc chuyên quay nam cha bèo Lee Dong-geun đó. Lee Dong-geun là chủ ngữ ha. Thì sao? Cái diễn viên Lee Dong-geun, Lee Dong-geun thì tên của ông ta là Lee Dong Cần. Cần thì mình nên để là gì nhỉ? Khi y hoặc g hoặc là k đều được nhá. Cần, còn chữ ơ chúng ta sẽ là e o các bạn nhé. Y tung cần. Nếu như chữ k này chúng ta thay thế bằng chữ g cũng được các bạn nhé. K thay cho chữ g cũng được, gần cũng được nhé. Nó cũng hay ha. Bởi vì sao phiên âm của chữ kiosk á, phiên âm của kiosk chính là k và g mà đúng không? Kiosk ha. Đó. Thì bây giờ chúng ta thấy nè. Hàn Quốc chuyên cô nam cha bèo. Hàn Quốc là Hàn Quốc. Chuyên cô là cái gì đó xuất sắc nhất, cái gì đó cao nhất, tối cao nhất. Nam cha bèo là gì? Diễn viên nam. Diễn viên nam. Lee Dong-geun. Lee Dong-geun. Lee Dong-geun là cái người diễn viên nam xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Mình nghĩ là có cái bộ phim là Sarang Iyaki. Thì đây là cái bộ phim mà Soi Chung Han Man Nam này nè. Soi Chung Han Man Nam. Ở đây mình có thêm cái định ngữ là gì ạ? Man tinh sarang iyaki. Câu chuyện tạo nên Lee Dong-geun là diễn viên nam xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Thì mình nghĩ là đây là cái bộ phim Soi Chung Han Man Nam này nè ha. Nó là sarang iyaki là câu chuyện tình yêu. Sarang là tình yêu, còn iyaki là câu chuyện ha. Man tinh tả, từ gốc của nó là gì ạ? Mà tuân giả ha. Khi nào mà các bạn học qua được cái bài mà định ngữ rồi thì các bạn sẽ biết cách kết hợp là mạn tuân tà đi với lại nân á, thì nó biến thành mạn tư nân, mạn tư nân sao đang yaki. Câu chuyện tình yêu tạo nên một Lee Dong-geun là một diễn viên nam xuất sắc nhất của Hàn Quốc. Các bạn hiểu được cái ý của cái bài này chưa ha? Rồi bây giờ chúng ta cùng xem ba câu hỏi nào. 이 영화는 어떤 영화예요? Cái bộ phim này là bộ phim nào vậy? Bộ phim nào các bạn? 영화 제목 đâu? 소중한 만남. 이 영화는 이 영화는 소중한 만남이라는 영화예요. Mình sẽ dùng định ngữ ha. Mình sẽ đọc và các bạn ghi nhé. Đây là bộ phim nào vậy? Thì mình sẽ trả lời đây là bộ phim có tên là Soi Chung Han Man Nam. Thì mình sẽ chép cho các bạn cái đoạn cuối nha. Y Dương Hoa Ninh ở đây có rồi ha. Y Dương Hoa Ninh Soi Chung Han Man Nam ở trên cái bài kia có rồi. Soi Chung Han Man Nam. Soi Chung Han cái chỗ Man Nam nè. Man Nam. Man Nam. Iran은 Iran đi. Iran. 영화예요. Được không các bạn? 영화예요 các bạn tự ghi nè ha. Đây là bộ phim được gọi là Soi Chung Han Man Nam là gì ạ? Cuộc gặp gỡ quan trọng. Rồi. 하루에 몇번 상영해요. 하루에 là trong một ngày đó. Nhật Bản là mấy lần. Sang dân heo trình chiếu. Một ngày họ chiếu mấy lần? Để chúng ta đếm nè. 1, 2, 3, 4, 5. Một ngày họ chiếu đến 5K. Một ngày chiếu đến 5K. Từ 9:30 sáng cho đến 20:30 tối ha. Thì bây giờ chúng ta sẽ trả lời là Harue. Cái nào có rồi khỏi ghi ha. Harue. Tha sốt bẩn. Tha sốt bần. Tha sót bần sang dương hề vô. Vậy thôi ha. Sang dương hề vô bỏ dấu hỏi đi ha. Rồi câu số 3. 이 영화를 만든 사람이 사람 이름을 써보세요.
Chúng ta có cái cấu trúc ngữ pháp là động từ cộng với lại posio á, động từ cộng với lại gì ạ? A ơ này, bô tà có nghĩa là thử làm cái gì đó ha, hãy thử viết tên của cái người mà làm tạo nên cái bộ phim này ha. Thì ở đây chúng ta có động từ là sưu tà các bạn, sưu tà. Không biết được cái chữ sưu tà ở dưới. Sưu tà mà cộng với lại a bô tà thì nó sẽ biến thành so, so bô tà, so bô tà kết hợp với lại seyo kìa các bạn, thì biến thành so bô seyo ha. So bô seyo, hãy thử viết tên của cái người mà lại tạo nên bộ phim này. Rồi. chúng ta chỉ cần ghi là Kim Tae Kyung vào đây là được rồi, vì ông là đạo diễn của bộ phim này mà ha. Rồi, như vậy là mình đã cùng với các bạn xem qua được một cái bài này rồi. Thì hôm nay video của mình nó sẽ không đi hết một cái đoạn này ha. Tại vì cái thời lượng có việc quay màn hình nó sẽ bị giới hạn, cho nên mình sẽ làm video tiếp theo ở cái video sau. Rồi, các bạn sẽ xem thêm các video bài sau của mình các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bài và nhớ nhấn nút đăng ký kênh để theo tiếp các bài sau các bạn nhé.